nếu tài khoản của bạn bị khóa bởi vì lý do này và trong tài khoản vẫn còn số dư, vậy thì phải làm sao? Hãy yên tâm, cái video này sẽ giúp ích cho các bạn đó. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Taco TV. Thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ một vài vấn đề về quảng cáo Google Ads mà trong đó là các bạn cảm thấy khó chịu nhất khi tài khoản của mình nó bị khóa. Vậy thì các bạn sẽ làm sao lấy lại được tiền, có thể tiếp tục chạy quảng cáo được hay không và có ảnh hưởng tới kênh của bạn hay không? Hãy cùng xem video này với mình nha. Rồi, quảng cáo một chút nha, đây là kênh Taco TV của bọn mình, kênh chuyên về đề tài du lịch, chia sẻ cuộc sống và đánh giá sản phẩm, thì các bạn có thể vào đây để ủng hộ cho bọn mình nha. Rồi quay lại với chủ đề chính, thì mình ban đầu á, mình có một cái tài khoản Google Ads của chính cái email của kênh luôn, thì mọi thứ là chạy rất là hoàn hảo và tốt, thì cái tỷ lệ lúc đó là mình chạy được là 43 đồng cho một view nè, tỷ lệ 8.97% thì mình thấy khá là ổn và mình cũng chạy được rất là nhiều. Thì đùng một cái, một ngày đẹp trời, tự nhiên mình nhận được cái thông báo phía trên này là tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng. Thì đồng thời với đó mình nhận một cái email ghi là tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng do bạn vi phạm chính sách chặn hệ thống. What the hell? Thực sự lúc này là mình cũng khá bất ngờ và có nhiều câu hỏi. Thì không biết là cái lỗi chặn hệ thống này là lỗi gì, tại sao mình vi phạm và mình phải làm gì để có thể khôi phục cái tài khoản này, hoặc là số tiền của mình còn lại trong tài khoản như thế nào, bị mất hay không, và quan trọng nhất là mình làm sao có thể tiếp tục chạy được quảng cáo cho kênh. Mặc dù lúc đó là mình cũng đang chạy cho những kênh khác nữa, khá là nhiều vấn đề, thì ngay lập tức là mình gửi một cái yêu cầu khiếu nại. Thì theo quy trình đó là 5 ngày làm việc, thì cái thời điểm mình gửi email là ngày 1 tháng 6, cái quên xin lỗi các bạn, ngày 6 tháng 6, thì 3 ngày sau là ngày 9 tháng 6 họ trả lời một cái email, và nội dung email đó là như thế này: sau khi xem xét trường hợp của bạn và cân nhắc kỹ ý kiến phản hồi của bạn, chúng tôi xác nhận rằng tài khoản của bạn vẫn và đang bị vi phạm chính sách của Google Ads, do đó chúng tôi sẽ không kích hoạt lại tài khoản của bạn. Đó, thì đọc tới đây thì mình đã xác định được là cái tài khoản của mình coi như đã bị khóa hoàn toàn và không được mở rồi. Nhưng mà mình cũng phản hồi một cái email khác, bởi vì trong cái email của họ có một cái câu như thế này: bạn vui lòng không tạo tài khoản Google Ads mới vì cái tài khoản này cũng sẽ bị tạm ngưng. Khi chúng tôi tạm ngưng một tài khoản Google Ads, quyết định tạm ngưng này sẽ áp dụng cho chủ sở hữu tài khoản và mọi tài khoản Google Ads hiện và đang liên kết hoặc là sẽ liên kết trong tương lai. Đó, thì thực sự là khi mà mình đọc cái câu này xong á, mình hiểu là mình sẽ không thể nào tạo một cái tài khoản khác và chạy quảng cáo tiếp được nữa trong tương lai cho kênh của mình. Thì lúc này mình lại tiếp tục What the hell tập 2, tại sao lại có thể vô lý như vậy được, không lẽ là mình không được chạy quảng cáo luôn. Thì mình đã ngay lập tức copy cái câu này mà mình hỏi lại phản hồi email. Thì đây là cái email của mình: tôi muốn hỏi là tôi tạo Google Ads từ một Gmail khác thì vẫn không được hay sao? Vậy tôi muốn chạy quảng cáo cho video của tôi thì phải làm như thế nào? Thì ngày hôm sau, ngày 10 tháng 6, thì đại diện YouTube ở Việt Nam có một bạn đã phản hồi email của mình với nội dung như thế này: bạn vui lòng giải quyết vấn đề tạm ngưng trên tài khoản này và vui lòng không tạo tài khoản Google Ads mới vì cái tài khoản này cũng sẽ bị tạm ngưng. Sau khi bạn giải quyết vấn đề tạm ngưng thành công thì bạn có thể thực hiện quảng cáo cho video của bạn. Đó. Và tiếp theo, nếu tài khoản của bạn còn số dư trả trước và bạn đủ điều kiện nhận hoàn tiền thì bạn có thể hủy tài khoản và yêu cầu hoàn tiền. Đó, thì trong cái email này nó đã giải thích cho mình rõ ràng và đầy đủ thông tin cho hai cái vấn đề mà mình thắc mắc, đó là mình vẫn có thể tạo được một cái tài khoản Google Ads khác để chạy quảng cáo với điều kiện là bạn phải giải quyết cho xong cái tài khoản cũ, và thứ hai là số tiền còn lại trong tài khoản vẫn có thể trả cho bạn được nếu như các bạn yêu cầu hủy tài khoản và hoàn tiền, nên các bạn cứ yên tâm nha. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để có thể nhận được lại số tiền trước. Thì bạn phải yêu cầu là bạn phải hủy tài khoản và yêu cầu hoàn tiền. Thì đây, bây giờ bạn sẽ vào cái tài khoản cũ của bạn, các bạn vào phần cài đặt và thanh toán, các bạn tìm cho mình cái phần tùy chọn. Vào khi mục tùy chọn thì các bạn tìm đến mình cái dòng trạng thái tài khoản, các bạn mở xuống. Thì chỗ này nó sẽ có cái dòng chữ là hủy tài khoản của tôi. Thì các bạn bấm vào đó, khi các bạn đã bấm hủy thì các bạn vẫn có thể kích hoạt lại được tài khoản, nhưng mà mình khuyên là coi như là các bạn nên hủy luôn đi. Khi các bạn bấm hủy tài khoản rồi thì bạn ngay lập tức bạn sẽ nhận được cái email họ gửi là tài khoản của bạn đã bị hủy, và sau đó họ tiếp tục gửi một cái email khác là bạn sẽ sớm nhận lại được tiền. Thì đây là số tiền thời điểm đó mình đang bị nợ là 93.000, nó sẽ được hoàn lại cho mình vào số cái thẻ tín dụng của mình trong một tuần, nó ghi là trong một tuần đó. Thì các bạn nhận cái email này là bạn yên tâm là bạn sẽ không mất tiền rồi. Nhưng mà trong thời điểm một tuần thì mình nghĩ nó sẽ không đâu, nó sẽ lâu hơn. Các bạn có thể vào cái phần yêu cầu hoàn tiền, các bạn sẽ thấy là nó sẽ ghi là mất từ 2 tuần để Google xử lý và phải mất thêm một thời gian nữa để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý. Thì theo đó các bạn cứ xác định là phải mất ít nhất 14 ngày thì bạn mới nhận được tiền.
Như vậy là các bạn phải yên tâm số tiền trong tài khoản các bạn sẽ được hoàn trả lại và không hề bị mất. Nó tùy thuộc vào cái ngân hàng các bạn đang sử dụng, gọi là thẻ tín dụng nào hoặc là tài khoản Momo như thế nào mà nó sẽ nhanh hay chậm thôi. Ví dụ như trường hợp của mình thì mình phải mất tới 11 ngày sau mới nhận được tiền, và đây là cái tin nhắn của ngân hàng đã gửi cho mình. Thực ra thì trong các email YouTube nó đã hướng dẫn các bạn rất rõ ràng, các bạn có thể nhìn theo và làm theo được hết. Thì thêm một câu hỏi nữa là các bạn muốn hỏi mình là trong thời gian mà các mình đợi tiền được hoàn á thì mình sẽ tạo tài khoản mới luôn hay sao? Thì có trả lời của mình là đúng rồi, các bạn cứ tạo cho mình một cái tài khoản khác, nhưng mà lưu ý là các bạn nên dùng một cái email khác mới hoàn toàn. Đây là cái tài khoản mới của mình được tạo sau đó ngay lập tức, và mình được sử dụng tới ngày hôm nay là cũng gần hơn 20 ngày rồi mà mọi thứ vẫn bình thường. Mình vẫn sử dụng lại cái thẻ tín dụng cũ của mình, chỉ có dùng cái email khác thôi. Thì mình vẫn chạy quảng cáo cho tất cả những kênh khách hàng bình thường, không có vấn đề, view vẫn lên. Nhưng mà chỉ có hai cái vấn đề là nó thay đổi lên là cái giao diện, là mình thấy nó không có như cũ nè, giao diện nó khác, không biết là mình bấm như thế nào hay là nó thay đổi luôn giao diện mới, nhưng mà cảm thấy nó không có trực quan và dễ như cái giao diện cũ, nhìn nó rất là khó. Cái thứ hai là cái vấn đề mà nhức nhối nhất đó là cái chi phí mà quảng cáo hiện tại là cao hơn rất là nhiều. Cái chiến dịch cũ của mình trong cái tài khoản cũ đó, mình chỉ mất từ cỡ 43 đồng cho một view, thì hiện tại nó đã lên tới cỡ 49 tới 55 đồng cho một view. Thì nên mình chạy thực sự nó bị tốn tiền hơn rất là khá. Nên mình không hiểu là thằng Google nó có thay đổi cái thuật toán gì hay không, nó làm gắt hay không. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì chi phí nó sẽ ổn định lại. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi những nguyên nhân nào gây ra khóa tài khoản của các bạn nha. Thì nó có tất cả là 6 lỗi nghiêm trọng, nếu các bạn vi phạm một trong 6 lỗi này thì ngay lập tức YouTube nó sẽ khóa ngay cái quảng cáo của bạn luôn mà không hề có một cái cảnh báo trước nào hết. Các bạn lưu ý giùm mình. Thì 6 lỗi nghiêm trọng đó là: lỗi chính hệ thống là cái lỗi ban đầu mình đề cập trong video này, cũng là cái lỗi phổ biến nhất các bạn hay bị. Và khi đã bị rồi thì coi như khả năng mà các bạn được khôi phục lại tài khoản là gần như bằng không. Thì đây là một cái vài đúc kết kinh nghiệm mình lấy ra được sau khi chạy quảng cáo, thì các bạn xem thử coi có thiếu gì hay bổ sung cho mình thêm nha. Thì đầu tiên á là những cái tiêu đề các bạn không nên viết hoa toàn bộ. Thứ hai là các bạn không nên viết dấu chấm hỏi, dấu ký tự đặc biệt hai lần trở lên hoặc để số điện thoại trên tiêu đề. Nếu mà các bạn không sửa lại mà vẫn tạo chiến dịch quảng cáo, hoặc các bạn đã sửa xong rồi khi chạy quảng cáo các bạn lại cố tình sửa lại nội dung như ban đầu, thì hệ thống của YouTube nó sẽ phát hiện ra và khóa tài khoản các bạn luôn. Mình làm một vài ví dụ như sau. Ví dụ như là cái tiêu đề á, mình để đây là tôi làm vlog du lịch, hãy liên hệ số điện thoại. Thì trong này các bạn đã vi phạm hai lỗi, đó là viết hoa toàn bộ nè và để số điện thoại. Thứ hai là phim hay tuyệt phẩm 2021 có thực sự xứng đáng. Trong này nó có những cái lỗi là dấu gạch ngang hai lần và dấu chấm hỏi. Thứ ba, đây là cái nội dung mà nó đang nhạy cảm trong cái xã hội hiện nay. Thì trong ba cái lỗi này thì các bạn, nếu như các bạn đã được cảnh báo lúc mà tạo chiến dịch, các bạn vẫn phớt lờ, các bạn bấm tạo luôn, hoặc là khi nhận được cảnh báo các bạn sửa lại là viết thường tôi làm vlog du lịch chấm hãy liên hệ tôi, các bạn bỏ dấu số điện thoại đi và các bạn bấm vào quảng cáo. Khi mà đã chạy thành công rồi thì lúc sau đó các bạn lại tiếp tục vào sửa lại cái tiêu đề, các bạn xóa tiêu đề đi, các bạn lại viết là y chang như ban đầu như thế này, thì ngay lập tức YouTube hệ thống của họ sẽ tự động phát hiện ra được là các bạn đã treo đầu dê bán thịt chó ban đầu. Các bạn đề xuất với họ một cái tiêu đề này, sau đó các bạn lại sửa lại một cái tiêu đề khác vi phạm theo cái chính sách của họ, thì ngay lập tức họ sẽ chặn cái tài khoản của bạn luôn. Nên các bạn lưu ý là không nên qua mặt YouTube, hệ thống của nó làm việc rất là cứng nhắc, nó mà đã phát hiện thì chắc chắn khiếu nại cũng không được đâu. Cái lỗi thứ hai là cái lỗi hàng giả. Thì đọc cái tiêu đề các bạn cũng hiểu rồi, những cái nội dung mà về quảng cáo chất lượng hàng giả thì chắc chắn hệ thống YouTube nó sẽ phát hiện ra và nó sẽ ban luôn. Cái thứ ba là quảng cáo hiệu thuốc trái phép, cái này cũng đúng. Rõ ràng các bạn mà đi bán thuốc không có chính thức hay là không được cấp phép đàng hoàng thì coi như cũng sẽ không được quảng cáo nha. Cái lỗi thứ tư, các phương thức kinh doanh không được chấp nhận, thì cái này các bạn có thể hình dung được là những kinh doanh mà buôn bán trái phép này nọ, vi phạm luật kinh doanh hay như thế nào đó là cũng không được. Thứ năm là lỗi vi phạm lệnh cấm vận kinh tế, thì đây có một cái ví dụ như là Việt Nam nè, thì những cái nội dung mà được phép là tôn giáo, nhưng mà một số ví dụ không được phép là ví dụ như cái dịch vụ cô dâu quốc tế hay là nội dung chính trị, đảng phái chính trị là sẽ không được, tùy theo lãnh thổ và khu vực trên thế giới. Và cuối cùng là các hành vi phối hợp lừa đảo, thì đây là cái tiêu đề các bạn cũng biết như thế nào rồi. Nói chung là các bạn vi phạm là nó sẽ khóa tài khoản ngay luôn, chứ không có cảnh báo các bạn một hai lần gì hết. Ok, thì hy vọng những chia sẻ của mình nãy giờ cũng giúp ích cho các bạn một phần trong việc chạy quảng cáo Google Ads. Thì thực ra cái hệ thống nhận diện của hàng Google cũng nó cũng rất là máy móc và nó cứng nhắc, nên đôi khi nó sẽ vẫn xảy ra sai sót, thì các bạn vẫn có quyền kháng cáo để kêu nó mở lại tài khoản, nhưng mà thực ra cái xác suất nó không cao, nên tốt nhất là các bạn nên
đề phòng là chính. Còn bạn nào có trục trặc hay cần hỗ trợ về chạy quảng cáo thì có thể liên hệ trực tiếp với mình sẽ hỗ trợ hết khả năng. Ngoài ra thì mình xin giới thiệu là mình có nhận chạy quảng cáo video luôn nha. Thì đương nhiên là mình sẽ chạy bằng quảng cáo Google Ads rồi, nên cái chất lượng view sẽ là view thật chứ không phải là view ảo, nên các bạn cứ yên tâm. Thì có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là chạy quảng cáo thì cái lượt đăng ký nó có tăng hay không, thì mình xin trả lời luôn là không. Chạy quảng cáo video chỉ giúp cho cái video của các bạn được nhiều người biết đến và họ sẽ bấm vào xem. Nếu như nội dung hay và kênh của bạn thú vị thì họ sẽ bấm sub hoặc là ngược lại, nên chắc chắn là vẫn phụ thuộc vào cái nội dung và kênh của bạn làm ra. Nội dung càng hay thì kênh của bạn sẽ càng nhanh phát triển vậy thôi. Còn về phần giá cả thì hiện tại mình đang nhận chạy 1.800 view với cái giá là 100k đối với view toàn bộ lãnh thổ trên thế giới và 150k đối với view chỉ trong lãnh thổ Việt Nam thôi. Thì nếu như các bạn nào có thêm những cái điều kiện khác như là độ tuổi, giới tính, từ khóa hay là vị trí đặt theo kinh lớn thì sẽ thêm 30k một lần ha. Thực ra trước đây á, mình nhận chạy 2.000 view đối với cái giá đó, nhưng mà do hiện tại là Google đang chạy cái thuật toán rất là khó khăn và cái giá thầu rất là cao, nên các bạn thông cảm nha. Các bạn nào đang thắc mắc giá thầu là gì thì có thể xem lại cái video này trên kênh của mình nha. Thì mình sẽ đảm bảo là chạy hoàn thành cái lượt view đó từ 7 tới 10 ngày tùy theo điều kiện, báo cáo cho bạn số liệu mỗi ngày luôn. Thì nếu mà không đúng hoặc không đủ thì sau đó mình sẽ hoàn tiền, nên các bạn cứ yên tâm. Nên nếu các bạn tin tưởng thì hãy liên hệ mình và thanh toán chuyển khoản cho mình trước nha. Mọi thông tin mình để phần mô tả. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Nếu mà thấy hay thì hãy ủng hộ mình một like, một sub và một share cho kênh Taco TV nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.